Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 cải cách sách Write On. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập sách Write On, sách workbook. Ok, rồi chúng ta tiếp tục giải sách bài tập của bài đầu tiên là bài Hello trang số 9. Sách bài tập trang số 9, phần số Numbers, số từ 1 tới 20 nhá. Numbers, chúng ta đọc lại từ 1 tới 20 nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 tới 10 nhớ chưa? Rồi, 11 nè. 11 12. Số 13 là 13. Số 14, 14. Số 15 là 15. Số 16 là 16 vào, 16. Số 17 là 17. Số 18 là 18 vào, 18. Số 19, 19. Số 20, 20. Ok. Rồi, chúng ta làm bài. Số 10, nối số với chữ này. 11 là số 11. 9 là 9, và tin là 19. 12 là số 12. 20 là số 20. 4 là số 4. A là số 8. Nối rất là dễ đúng không? Rồi, quá dễ luôn. Nhá. 1, 4 này. 4, 8, 12, 19, 20. 11. Rồi, chúng ta xuống bài dưới các bạn. Bây giờ sắp xếp lại thành những con số. Đây là 42 là số 42 đấy. 42 90 là số 90. 32 là 30, 32. Ok, 32. 61 61 này. 50 50. 83. Ok. Rồi chúng ta xuống bài dưới liên quan đến mạo từ an trong sách học sinh thì đã giảng rồi. Giảng lại một chút để các bạn làm bài cho dễ. An có nghĩa là một. Cái này được gọi là mạo từ không xác định. Mạo từ không xác định. Khi nhắc tới một cái gì đó chung chung thì chúng ta xài an. Nó cộng với một danh từ số ít. Danh từ đếm được số ít. Gọi là đếm được. Danh từ đếm được số ít. Một quả táo, một cái bàn đó nha. Nhưng mà dễ rồi, nhưng cái ẩn thì cộng với những danh từ bắt đầu bằng 5 nguyên âm ể oải. Ể oải, 5 nguyên âm ể oải trong tiếng Anh. 5 nguyên âm ể oải trong tiếng Anh. Ví dụ như quả táo bắt đầu chữ A cho nó sẽ ẩn này. Con voi là chữ E sẽ ẩn. Cái mũ là a hat. Quả táo là sẽ ẩn. Laptop là sẽ book. Book là gì? Là chữ B, cho nên chúng ta sẽ orange là chữ O, chúng ta sẽ an orange. Tablet là cái máy tính bảng, chúng ta sẽ máy bay là airplane là chữ A, cho nên chúng ta sẽ an. Vậy khi nào cứ gặp 5 nguyên âm ể oải thì chúng ta sẽ an thôi. Ok, 5 nguyên âm thì chúng ta sẽ an. Rồi, chúng ta qua trang số 10. Trang số 10, mạo từ xác định the. Đây là mạo từ xác định. Mạo từ xác định. Đờ gọi là mạo từ xác định. Khi mà nhắc tới lần thứ hai, chúng ta xài mạo từ đờ nhé. Khi nhắc tới lần đầu chúng ta phải ẩn, nhắc tới lần thứ hai thì phải đờ. Đờ chúng ta có thể dịch là cái cũng được. Rồi, mạo từ xác định đờ này. Rồi bây giờ nha. The ruler is yellow. Câu này có ví dụ. The school bag is blue. The school bag is blue. The pen is blue. The pencil sharpener is green. The pencil is red. The book is brown. Ok. Rồi xuống cái phần greeting, chào đón, chào lời chào. Introducing yourself order. Giới thiệu bản thân hoặc là giới thiệu người khác.
hoàn thành các bức tranh dưới đây, những cái từ ở đây, những cái ô dưới đây với những cái cụm từ cho này: good morning, chào buổi sáng; good afternoon, chào buổi trưa buổi chiều; good evening, chào buổi tối; good night, chúc ngủ ngon; hi, hello, xin chào; goodbye, bye, tạm biệt. Chúng ta điền vô là good morning, buổi sáng, good morning, 3 giờ chiều là good afternoon, good afternoon, good afternoon, hi, hello, bye, goodbye, good evening, good night. Rất là dễ, very easy. Đây là cái bài quá dễ luôn. Sang bài số 3, bài 2 sao. Bài số 3, trang số 11. Rồi, hoàn thành đoạn hội thoại với những từ người ta cho: bye, tạm biệt. This is Peter. Đây là Peter. Đây là Peter. Giới thiệu tên người khác: nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rồi, bây giờ Mr. Shaw. Ngài Shaw, thầy Shaw, ông Shaw. Xin chào, tôi là ông, tôi là thầy Shaw. Em tên gì? What's your name? Ở đây chúng ta điền từ hello. Xin chào thầy Shaw. Tên em là Charlie. Đây là Peter. This is Peter. Nice to meet you, boys. Rất vui được gặp các em. Nice to meet you too. Bọn em cũng rất vui khi gặp thầy. Bye. Tạm biệt. Ha. Rồi chúng ta xuống classroom language là những cái từ mà nói trong phòng học, trong lớp học. Bây giờ chúng ta có từ come, từ drive. Come là đến nè. Chúng ta có come. Nói về come á, chúng ta có come gì? Come in, đi vào. Come on, thôi nào. Rồi drive là viết. Drive là viết. Open là mở. Listen là nghe. Listen là nghe. Bây giờ chúng ta sẽ điền vô những cái từ dưới đây. Đó, số 1 này. Listen please. Số 1 là hình 1. Listen please. Số 2 là mở sách ra, thấy không? Mở sách ra. Vậy sẽ là open your book. Open your notebook. Đây là vở. Open your notebook. Số 3, come to the ball. Đi tới cái bảng là come to the ball. Đi tới cái bảng. Số 4, write in your notebooks. Write in your notebooks. Hãy viết vào vở của bạn nha. Rồi chúng ta sang bài số 5. Bài số 5, bài cuối cùng trong cái bài đầu tiên, bài hello nhé. Bài số 5 này. Bài số 5. Bài số 5 là làm cái gì? Hoàn thành cái bảng. Theo ví dụ, đây là câu khẳng định. Câu khẳng định. Các bạn nhớ cái này là câu mệnh lệnh các bạn. Câu mệnh lệnh. Nhắc lại cho bạn một chút câu mệnh lệnh nhé. Câu mệnh lệnh khi chúng ta ra lệnh cho ai, yêu cầu ai làm gì, chúng ta xài câu này. Ví dụ là đóng cửa lại là gì? Close the door. Hình thức của nó là động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu đứng đầu câu. Đó là câu khẳng định. Còn câu phủ định sẽ là thêm từ don't đằng trước. Lúc nào cũng là don't. Don't close the door. Don't close the door. Đừng có đóng cửa lại. Ok, cái này chỉ là đóng cửa lại. Còn cái này chỉ là đừng có đóng cửa lại, là câu phủ định. Rồi, ở đây come here, don't come here. Đừng có lại đây. Come here là lại đây nhá. Don't come here là đừng lại đây. Đừng lại đây. Đừng có lại đây. Rồi chúng ta có to talk là nói. Don't talk là đừng có nói. Close your book, mở gấp sách lại. Don't close your book. Đừng có mở, đừng có gấp sách lại. Stand up là đứng lên. Don't stand up, đừng có đứng lên. Ok, cứ có don't thì dịch là đừng nhá. Don't dịch là đừng. Rồi cái bài tập của chúng ta, bài tập của chúng ta, cái bài hello của chúng ta rất là dài, từ trang số 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, rất là dài và rất nhiều kiến thức cơ bản bên trong. Chúng ta đã hoàn thành rồi nha, đã hoàn thành rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài bài số 1. Bài số 1 là home and place. Chúng ta sẽ giải bài số 1 sau. Bài số 1 cũng khá là dài, quá trời quá đất luôn nha. Rồi, goodbye, see you later.